mai sinh nhật của Tý. Su có nhớ ngày sinh nhật của Tý không? Tôi cũng không nhớ đó. Còn bà Trinh có nhớ không? Dạ không nhớ. Rồi, các bạn không nhớ thì không sao. Bây giờ Tý sẽ tặng Su một cái nón sinh nhật. Cảm ơn Tý nha. Còn bà Trinh thì Tý sẽ cho bà Trinh một cái nón. Cảm ơn Tý nha. Rồi Tý sẽ đãi các bạn ăn một món ăn rất bất ngờ nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Biệt đội Tý Hon. Biệt đội Tý Hon đã trở lại với các bạn đây. Ủa sao Tý lại đổi cái nón đó vậy? À, hôm nay sinh nhật của Tý, Tý sẽ đãi Su một món ăn bất ngờ. Su có nhớ ngày sinh nhật của Tý không? Ủa, tôi cũng không nhớ đó. Còn bà Trinh thì nhớ không? Dạ không nhớ. Đó, mình sẽ nói cho các bạn sinh nhật ngày của mình nha. Ngày 8 tháng 5 năm 2003. Ngày 12 tháng 11 năm 2017. Bây giờ Tý sẽ đãi các bạn ăn một món ăn bất ngờ, rất bất ngờ. Nói luôn. Món ăn gì vậy? Ủa, món ăn gì vậy Tý? Su, để Tý mở món quà ra, Su bóc một cây rồi Su biết. Su bóc thăm rồi Su biết. Rồi, bắt đầu bóc. Wow, ngon quá à. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Nói chị bóc ra ăn. Rồi các bạn cứ đừng có mở ra, để Tý sẽ thách đấu với các bạn nha. Bằng cách mở, bằng cách là thi đấu ăn, ai ăn kẹo mút nhanh sẽ giành được chiến thắng. Trò chơi rất hấp dẫn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mở kẹo mút ra nha. Wow, bịch kẹo mút rất cứng nha các bạn ơi. Wow, biệt đội siêu hài nhí đã quay trở lại và đang chơi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Kẹo mút rất ngon nha các bạn ơi. Đây là kẹo sữa, đây là hương dâu và sữa. Kẹo rất là ngon. Có hương sữa và sô cô la nữa. Wow, bà Trinh ăn nhanh ghê. Kẹo hơi là cứng các bạn ơi. Kẹo cứng mình muốn cắn cho bể, mà giờ cắn mà có bim bay các bạn ơi. Kẹo cứng không con? Nó là bể một tí rồi. Còn kẹo mình cắn mãi chẳng được.
Ôi, bà chân ăn nhanh ghê. Mình cắn xong hình như nó mình gãy rồi, cứ ăn các bạn ơi. Đâu đâu đâu. À không phải là cục kẹo. Vẫn gãy răng. Mình là người chiến thắng. Nhi, mình đã được ăn Nhi. Con chiến thắng, con được ăn nhất. Còn Su, con là người ăn ba.